khói thuốc lá bám lại sau nhiều năm vẫn gây tác hại khôn lường. Các nhà nghiên cứu phát hiện khói thuốc lá có thể ám vào bề mặt một số vật dụng trong nhà qua thời gian dài và gây hại cho sức khỏe con người. Khói thuốc gián tiếp là những gì thuốc lá để lại trên các bề mặt, tường và đồ đạc trong nhà sau khi khói tan hết. Khí nicotine trong khói thuốc lá tương tác với axit nitơ, phân tử phổ biến trong không khí trong nhà và ngoài trời. Nó để lại dư lượng của ba hợp chất, hai hợp chất trong số đó thường gọi là NNK và NNN là chất gây ung thư. Ba hợp chất này tạo ra khói thuốc gián tiếp và có thể tồn tại trong nhà trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, gây nguy hiểm cho sức khỏe của những người sống ở đó. Tại California, Văn phòng đánh giá nguy cơ sức khỏe môi trường đã thành lập dự luật 65 quy định mức độ rủi ro của NNK là 14 nanogram mỗi ngày. Đồng tác giả nghiên cứu giáo sư của trường đại học bang San Diego chia sẻ với Medical News Today, từ các nghiên cứu khác chúng ta biết khói thuốc lá gián tiếp có thể tồn tại qua nhiều năm trong những ngôi nhà có nhiều khói thuốc. Chúng tôi phát hiện nồng độ của ba hợp chất cao quá mức trong nhà của một người không hút thuốc. Cư dân đó sống ở đây hơn 20 năm và bỏ thuốc cách đây 9 năm. Hiện tại người ấy không còn hút thuốc nữa nhưng trước đây hút thậm chí một gói mỗi ngày. Tiến sĩ Hugo, nhà khoa học cấp cao tại nhóm môi trường trong nhà thuộc bộ phận phân tích năng lượng và tác động môi trường, thành viên khảo sát chính của nghiên cứu chỉ ra một số phát hiện quan trọng từ việc nghiên cứu được thực hiện tại hơn 200 ngôi nhà. Ông cho hay nhóm đã tính toán liều lượng khói thuốc hàng ngày mà ai đó có thể hít, ăn hay hấp thụ qua da. Đây là phơi nhiễm mạng tính trong thời gian dài. Nếu đến nơi có nhiều người hút thuốc, chúng ta có thể có mức độ phơi nhiễm rất cao trong thời gian ngắn. Giáo sư Matt cho biết mùi khói thuốc là dấu hiệu rõ ràng cho tình trạng ô nhiễm khói thuốc gián tiếp. Tuy nhiên, không ngửi thấy mùi khói thuốc không có nghĩa là bạn an toàn. Điều này là do không phải tất cả hóa chất được tìm thấy trong khói thuốc gián tiếp đều là chất tạo mùi và một số thành phần tạo mùi có thể đã biến mất. Theo tiến sĩ Rico đề xuất một số bước mà mọi người có thể thực hiện để loại bỏ hoặc giảm thiểu khói thuốc gián tiếp. Ông nói cách hiệu quả nhất để bảo vệ khói thuốc lá gián tiếp là loại bỏ thay thế tất cả nơi có thể tồn tại ổ chứa khói thuốc lá. Chúng ta nên thay đổi nội thất, trang trí trong phòng, chẳng hạn ghế dài, màn thảm, vách thạch cao và các vật liệu khác mà khói thuốc gián tiếp có thể dễ dàng ám lên. Tiến sĩ Rico cho biết giải pháp tiết kiệm chi phí hơn là thường xuyên mở cửa sổ để phòng thoáng gió, thường xuyên giặt vải, lau bề mặt đồ đạc và dùng máy hút bụi. Các giải pháp này sẽ không loại bỏ ổ chứa khói thuốc nhưng phần nào làm giảm khói thuốc gián tiếp. Tác giả đồng nghiên cứu cho biết rất nhiều nghiên cứu khác đã chỉ ra thuốc lá điện tử là nguồn thải ra nicotine trong nhà. Ông cho biết lượng khói thuốc lá điện tử thải ra thấp hơn so với thuốc lá truyền thống vì thuốc lá điện tử chỉ được kích hoạt khi người dùng hút, trong khi đó thuốc lá thải ra khói dù cho người dùng hút hay là không. Thuốc lá điện tử cũng thải ít hóa chất vào không khí hơn, tuy nhiên, nồng độ nicotine trong thuốc lá điện tử vẫn tương đương thuốc lá truyền thống. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.